Kim lấy máu tròn, Blood Lancer được tuyệt trùng từng kim và chỉ sử dụng một kim một lần nên tuyệt đối an toàn, phù hợp cho mọi loại máy đo đường huyết của nhiều hãng sản xuất khác nhau như Onconlus, Ozicare, Leverjet, FDK, Omron, Marolite. Thân kim làm bằng nhựa y tế màu xanh dương, đầu kim làm bằng kim loại tuyệt trùng được bảo vệ bằng nắp chụp nhựa y tế tuyệt trùng. Kim lấy máu được thử nghiệm ít gây đau đớn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của Liên minh châu Âu, có hạn sử dụng lâu dài. Thiết kế độc đáo với chuyển động trực nhẹ nhàng, giảm đau bằng cách giảm thời gian tiếp xúc với dây thần kinh,